Không có ổn, nó nặng, chắc là bữa sau là hết là mẫu rồi đó. Để bữa sau nói cho ông biết, với lại bên này chị không tuyển mẫu nữa. Mình đi ngưng. Với lại chị ngưng á, chứ mà công ai hỏi vô để bỏ cái bài ghim đó đi. Ghim trên trang của chị nó hà bữa trước rồi mà quay. Hết máu thì có vậy, hết mỡ con đi chừng trầm một kính hết lại chưa có bụng thôi. Như gì nữa cái này cho đâu như gì nữa còn như với đồ nữa. Đông là thôi đó. Cũng mệt thì bữa qua mệt quá rồi. Bây mà tối tử sợ bây chờ đi làm. Ta nắng nằm ngủ luôn á, ta coi camera mà ta thấy tội nghiệp. Bà Ly làm thế mẹ xong rồi qua còn làm cũng mệt. Chị, em đợi tới giờ trừ mà không biểu em về nữa. Nhờ đi mua đồ ăn, tới đầu đường mua bánh canh, xong ăn xong nhờ mua rỉ chén nữa. À, nghĩ sợ, khách gì lạ vậy. Kêu nó trừ em chưa giờ rỉ chén không á. Vô hậu chứ sợ, chị lạ trời, khách muốn chơi. Nhờ đi mua đồ ăn, rồi rỉ chén giùm luôn, lại thì khách gì mà tội vậy trời. Chờ mà ta thấy 10 giờ 10 giờ mấy rồi. Bạn Ly mới đóng cửa mới chờ bà về. Lúc nữa thấy về vô hậu vậy sợ. Ta đi ăn, ta đi mấy dịp ta về tới nhà rồi. Ta coi camera ta thấy còn Ly còn ấy, lại luôn, xỉu ngang luôn.
Rồi em vui sợ y đang chị Chí và Trang vô nó với xin các ông Phương qua nè. Thay cả nhà ông bị đi ăn mình nữa. Anh bị đi rồi mà. Thì đi mà không đi chung với chị chứ. Mấy cười. Ở nhà mình đi ăn nè. Mình đi ăn đi. Mấy người họ không bị rồi, em bị đi rồi. Chắc dùng được đưa lại cho Chí làm chi chứ làm. Tại vì nhỏ không có cầm được. Cầm cho ăn chỉ đơn giản thôi. Anh đi chợ bên nhà em luôn chứ hay là cho không phải. Con tối về chồng con đi ngủ hết rồi. Về biết à? Không biết luôn. Trời, em có chìa khóa vô nhà rồi đó. Mà chị không nghĩ là làm lâu nữa luôn á. Mà công nhận thằng nó nhiều thiệt đúng không? Nhưng mà không, không đã bằng bữa đầu thôi chứ còn vẫn đã đúng không? Nhưng mà cái mụn mà phía trên mà dai 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 nó vẫn còn đúng không? Sao chập cái ông béo quá nè. Cô uống sốt á, lây sốt á, đưa đi viện á, bởi sốt lâu vậy mà luôn. Thôi thôi đừng ruột chị nói một câu, chị cũng bị đừng ruột miết hồi trước là bị đừng ruột là kinh lắm chứ trừ là gọi là bình thường chưa nhập viện chứ hồi nhập viện mấy ngày không đỡ mệt lắm.
con nít nó mệt lắm nè, cô vậy nó ho mà, nó ho mà chị nói là hồi hắn ho là có nước hắn cũng ói, mà chị nói là hắn ói, hắn ho mà hắn ói chứ không phải là có vấn đề gì, em hiểu không? Không, trong ruột hắn không có một cái chị hắn ho cái là hắn ói, mà hắn ho không ngừng nghỉ nguyên một đêm là hắn ho. Nó không ngủ được xíu mổ trơn, không biết, không hiểu luôn. Trời trời, chị xỉu luôn á. Cái từ đó là chị bị vô na tới trừ luôn á. Vô na thần kinh. Cái trừ là chị bị vô na miết cái trừ luôn á. Cái người mình thần kinh yếu luôn á. Mình lo quá kìa, tính chị là chị lo. Ê, mình lo xong mình tự mệt mình đó đó. Ý mình sót em hiểu không, mình chịu không được cái cảnh đó. Chị sợ lắm.